Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online xin kính chào các bạn văn cơ đến trong giải cờ tướng cá nhân của ASEAN năm 2023. Bên đỏ đi tiên là cao thủ lừng danh của kỳ đàn Trung Quốc, Triệu Ấm Hâm, và người cầm bên đen là kỳ thủ Cát Trấn Y của Đài Bắc.吃 吃 吃 吃 吃
吃。 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 将军。 吃。 吃。 将军。 Tới hình cờ trên, sau phần cờ cho thu pháo về đến thủ tuyến đáy thì bên đen đã phải buông cờ xin thua trong bối cảnh kém quân và bên đỏ tấn công quá mạnh. Kính chào và hẹn gặp lại.